Dự báo quốc tế, bão Yagi sắp đạt cường độ cực đại. Bão nhiệt đới Yagi vẫn duy trì cường độ mạnh trên vùng biển Tây Philippines sáng ngày 4 tháng 9 và tiếp tục di chuyển về phía Tây Tây Bắc với vận tốc 10 km/h. Theo Cục Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn của Philippines cho biết, bão đang có sức gió tối đa là 95 km/h và gió giật lên tới 115 km/h. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 13 người đã thiệt mạng ở Philippines do bão nhiệt đới Yagi, trong khi các trường học và văn phòng chính phủ ở Manila và các tỉnh lân cận đóng cửa hôm 3 tháng 9 vì thời tiết xấu. Yagi là cơn bão nhiệt đới thứ 5 đổ bộ Philippines trong năm 2024 và là cơn bão đầu tiên trong tháng 9. Cảnh báo gió mạnh được ban hành lúc 17 giờ ngày 3 tháng 9 giờ địa phương vẫn còn hiệu lực đối với bờ biển phía Tây ở Bắc Luzon, sóng cao từ 3,7 đến 5 mét, và bờ biển phía Bắc của Bắc Luzon, sóng cao từ 3,5 đến 4,5 mét do biển động đến rất động. Theo cơ quan dự báo của Philippines cho biết, sau khi rời Pa trong ngày 4 tháng 9, bão Yagi sẽ hướng đến Trung Quốc, dự kiến đổ bộ vào cuối tuần. Theo dự báo, Yagi sẽ đi vào vùng biển phía Bắc Việt Nam ngày 7 tháng 9. Yagi có thể mạnh lên vào ngày 5 tháng 9 bên ngoài Pa và đạt cường độ cực đại vào ngày 6 tháng 9. Theo Trung tâm Cảnh báo bão của Liên Hợp, đảo Hải Nam của Trung Quốc và Việt Nam sẽ nằm trên đường đi của bão. Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp cho biết dự báo bão nhiệt đới Yagi tiếp tục duy trì cường độ sau khi di chuyển vào Biển Đông. Bão Yagi đang di chuyển trong một môi trường rất thuận lợi với gió nhẹ, nhiệt độ bề mặt nước biển ấm, nội năng đại dương cao và dòng chảy ra xích đạo vừa phải. Các yếu tố hạn chế duy nhất hiện tại là khối khí khô dai dẳng và bản chất lốc xoáy trong bão.